một trẻ 17 tháng tuổi ở xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi được chẩn đoán là mắc tay chân miệng độ 4 đã tử vong sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Thông tin này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết chiều hôm nay. Bé trai nhập viện vào hôm 10 tháng 10 và được chẩn đoán là mắc bệnh tay chân miệng độ 4, độ cực kỳ nguy hiểm. Vì bệnh diễn tiến nặng nên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển cấp cứu ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên hôm nay 18 tháng 10 bé đã tử vong. Hiện tại bệnh tay chân miệng ở Quảng Ngãi vẫn tiếp tục gia tăng. Thì đến hôm nay số ca mắc bệnh trên toàn tỉnh đã lên đến gần 1.600 trường hợp, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ và tăng đột biến kể cả thời điểm bùng phát dịch bệnh vào năm 2011.